Video này được tài trợ bởi 360 Boutique, thương hiệu thời trang nam chất lượng trên gian Shopee Mall. Chi tiết về chương trình quảng cáo sẽ có ở phần sau của video. Đây là Money Shot, The Pornhub Story, bộ phim vạch trần bộ mặt kinh tởm của đế chế phim người lớn số 1 thế giới, Pornhub. Với chính sách kiểm duyệt đầy lỗ hổng của mình, họ đã tiếp tay cho những hành vi vượt quá giới hạn đạo đức và pháp luật như là cưỡng bức, những vấn đề liên quan đến trẻ vị thành niên, nạn buôn bán người và kinh doanh vốn tự có. Vì sao ư? Vì nó kiếm cho Pornhub hàng tỷ đô la mỗi năm. Và sau đây là cuộc chiến để thay đổi đế chế này. Ghi chú một chút thì bộ phim này đặt bối cảnh ở Mỹ, nơi mà phim 18 cộng là nội dung hợp pháp. Ở Việt Nam thì không như vậy. Ngoài ra, video này không nhằm cổ suý bất cứ hành vi lan truyền văn hóa phẩm đồi trụy nào. Giờ thì vào phim thôi. Đầu tiên, nếu bạn không biết Pornhub là gì thì hẳn là bạn xứng đáng với cái ghế ngồi dưới chân Chúa trên thiên đàng. Sơ lược tiểu sử thì trang web này ban đầu được tạo ra bởi 3 sinh viên đại học Concordia, chắc chắn là cùng lý do với Mark Zuckerberg tạo ra Facebook. Nhưng ba người này không vững tâm với trang web như Mark. Đến năm 2010, Pornhub được bán cho Fabian Thielman và thuộc sở hữu của công ty MyGeek, một công ty công nghệ chuyên về nội dung 18 cộng. Sau này thì Fabian trốn thuế nên đi đá bóng, cổ phần công ty được mua lại bởi Fera Atun và David Tassilo. Fabian chính là người đưa Pornhub đến đỉnh cao thông qua khả năng tối ưu hóa tìm kiếm trên Google. Nghĩa là dù bạn tìm cái gì thì cũng đẩy link của Pornhub lên trên. Ôn thi đại học này, phim hoạt hình này, idol này, đặt đồ ăn này. Thứ duy nhất mà Pornhub không có là Real Taxi, cái này phải tìm bên Tinder. Pornhub vươn lên đặt chân vào top 10 trang web phổ biến nhất thế giới. Riêng tháng 7 vừa rồi đã có 11,3 tỷ lượt truy cập, tính như là ngang bằng với cả Facebook. Tức là mỗi lần bạn bấm vào app Facebook thì ở đâu đó đang có một người đóng cửa phòng và mở tab ẩn danh. Pornhub trở thành biểu tượng của ngành công nghiệp phim người lớn, với đoạn nhạc dạo đặc trưng và cái logo màu vàng đen cũng đặc trưng. Đã thế, nó lại còn mạnh tay chi tiền cho marketing, như là xuất hiện tại quảng trường thời đại, miễn phí premium cho người dùng tại thời điểm dịch Covid-19. Có thể nói Pornhub đã chinh phục cả thế giới, trừ Việt Nam, vì chúng ta đã chặn IP của những trang web xấu xa thế này rồi. Tóm lại thì Pornhub đã thay đổi nền công nghiệp 18 cộng. Ngày xưa các diễn viên muốn phải thật kín tiếng, các studio thì làm phim dài và bán. Bùm, Pornhub xuất hiện với cả tỷ người xem mỗi tháng. Các diễn viên được nâng tầm thành star, các studio thì thấy phim mình bị up lậu hết lên mạng, khiến doanh thu của họ tụt không phanh. Thế nên các diễn viên và studio phải hợp tác với Pornhub, và họ sẽ kiếm tiền từ đâu? Là nhờ Model Hub, một trang web liên kết trực tiếp với Pornhub. Cơ bản thì cũng giống Pornhub, nhưng bạn sẽ phải trả phí để xem mỗi video. Mỗi pornstar sẽ gần giống với một YouTuber, tạo ra một video, đăng video, gắn thẻ, hashtag. Nhưng mà Pornstar thì không phải lo đến việc tìm cách tiếp cận người xem, vì Pornhub sẽ giúp họ làm điều đó. Nó có suy đổi đạo đức hay không? Có, nhưng nó mang lại tiền. Tiền thì ngoài trao đổi buôn bán ra, còn có một công dụng khác là làm tấm bịt mắt. Và Pornhub bắt đầu bịt mắt mình lại. Họ mặc kệ cho những người dùng đăng tải những video vi phạm chuẩn mực xã hội, kể cả với chuẩn mực xã hội Mỹ. Vấn đề đầu tiên là ai cũng có thể đăng clip. Nếu muốn đăng một video lên Model Hub, bạn cần phải xác minh thân phận, chụp ảnh bản thân với chứng minh thư, bởi vì nền tảng này đem lại lợi nhuận cho người dùng. Ngược lại, Pornhub thì lại không yêu cầu điều đó. Bạn chỉ cần dùng một cái mail rác đăng ký tài khoản là thoải mái đăng video lên đó rồi. Cái này dẫn đến hai hệ quả. Một là việc ăn cắp content vô cùng dễ dàng. Cái thứ hai là ai muốn đăng video thì đăng. Ừ thì lên Pornhub xem mấy video kiểu Gen G hủy diệt T1 thì buồn cười phết. Nhưng thấy những video đậm chất bạo lực, cưỡng ép, suy đồi đạo đức thì không buồn cười tí nào. Vì đó là những con người thật đang hứng chịu những cực hình thật, và các cơ quan chức năng không thể truy vết người đã đăng. Vấn đề thứ hai là khâu kiểm duyệt, có cũng như không. Facebook với hơn 15.000 người kiểm duyệt, ấy vậy mà cứ cuộn chuột hai phát là lại có một cái quảng cáo game đánh bạc vào web người lớn. Còn với Pornhub, nền tảng có lượng truy cập tương đương với Facebook thì sao? Họ có hẳn hai trụ sở cho đội kiểm duyệt, với tổng nhân viên lên đến 30 người. Trung bình một nhân viên phải kiểm duyệt từ 800 đến 1.000 video trong 8 tiếng. Chia trung bình ra thì họ có 30 giây để duyệt một video. Thế nên là người kiểm duyệt còn tua video hơn cả người dùng, và thường là tắt tiếng. Với quy trình kiểm duyệt cỡ này thì việc thấy video của các porn star nằm cạnh video nấu ăn của Gordon Ramsay cũng là bình thường. Chứ đừng nói đến những vấn đề nhạy cảm như là tuổi của người ở trong video. Sau khi vấn đề này bị khui ra, cộng đồng đã có nhiều chiến dịch tấn công trang web này. Nổi nhất trong số đó là chiến dịch mua quần nâu từ 360 Boutique, nhãn hiệu thời trang nam cao cấp hàng đầu trên gian Shopee Mall. Nhân dịp sale tháng 8, 360 Boutique mang đến chương trình giá trải nghiệm cực ngon. Chỉ 199k cho một chiếc quần nâu mềm mịn, dáng crop trẻ trung dễ phối đầu, đơn giản nhưng mà hiệu quả. Chất vải thoáng mát, chỉ khâu bền chắc, cúc ẩn tinh tế, mặc vào nhìn phát biết ngay người lịch thiệp, nói không với sự đồi trụy. Link mua hàng ở dưới phần mô tả và bình luận. Đùa đấy. Nổi nhất trong số đó là chiến dịch Trafficking Hub,
do Laila Mikelwitz dẫn đầu. Laila tố cáo Pornhub tiếp tay cho nạn buôn người và trục lợi từ những video có thật chứ không phải là giàn dựng. Laila thường xuyên chỉ ra câu chuyện đằng sau những video đó và đã được các nạn nhân confirm. Đấy là minh chứng cho việc những video này có thật. Còn về phần Pornhub trục lợi từ những nội dung này thì sao? Có thể bạn chưa biết thì ở Mỹ có một thứ gọi là Trung tâm Quốc gia cho trẻ em mất tích và bị bóc lột, sẽ xử lý mọi vi phạm về trẻ em, trẻ vị thành niên. Khi trung tâm này liên hệ và yêu cầu gỡ nội dung gì đó thì thứ đó phải được xóa bỏ hoàn toàn trên trang web. Ở Pornhub họ cũng xóa video đấy và đề xuất những video có nội dung tương tự ngay bên dưới cho nó cẩn thận. Tóm lại là Pornhub không mất gì cả, họ vẫn giữ được người xem, vẫn kiếm tiền từ lượt truy cập. Mà cái video bị tố cáo cũng chẳng thực sự mất đi, nó cũng chỉ được chuyển từ trang này sang trang kia. Vì nguyên nhân đó, Laila lập ra một trang web kêu gọi chữ ký của mọi người để buộc Pornhub phải đóng cửa. Và có đến 2 triệu thành viên đã tham gia. Chiến dịch này đã kéo Nick Kristof, một nhà báo có tiếng, vào cuộc. Sau khi cố gắng liên hệ với Pornhub mà không được, Nick tự thu thập chứng cứ và phỏng vấn các nạn nhân. Ví dụ như có một cô bé bị dụ gửi video nhạy cảm cho người yêu và nó bị tung lên Pornhub. Khi cô bé yêu cầu Pornhub xóa video đi thì cái nền tảng này mất đến tận 4 tuần để giải quyết. Lý do của sự chậm trễ là do có quá nhiều yêu cầu hỗ trợ từ người dùng. Nhưng chỉ 2 ngày sau là cái video ấy sẽ được một người khác đăng lên, mà phía bên Pornhub thì hoàn toàn không quan tâm. Từ một loạt những câu chuyện tương tự, Nick đã cho lên kệ bài báo với tựa đề "Những đứa trẻ Pornhub". Nó nhanh chóng trở thành một hiện tượng, đẩy mạnh phong trào phản đối Pornhub lên cao hơn bao giờ hết. Bài báo này cũng đã đưa ra 3 giải pháp để nền tảng này giải quyết vấn đề. Một là chỉ cho phép những người dùng đã xác minh đăng video, hai là cấm tải video về, ba là tăng cường khâu kiểm duyệt. Những phương án này rất trực tiếp đánh vào vấn đề, và chính các diễn viên cũng đồng ý với giải pháp này. Nhưng giải pháp tối ưu nhất là đánh vào mặt tiền bạc. Vì thế Mastercard và Visa đã từ chối thanh toán cho Pornhub. Cái này thì các diễn viên không đồng ý nữa rồi, bởi vì đấy là thu nhập chính của họ. Còn Pornhub thì chắc chỉ thiệt hại một chút, vì nguồn thu nhập chính của họ đến từ quảng cáo trên trang web. Đứng trước tình hình dư luận căng thẳng, Pornhub đã xóa một loạt video chưa xác minh và làm theo những gợi ý có trong bài báo của Nick. Không chỉ thế, ban điều hành công ty MyGig còn phải tham gia phiên điều trần Quốc hội Canada để xem xét vấn đề về quyền riêng tư. Kết quả là người ta rủ nhau đến biểu tình với Ferra Antun, giám đốc điều hành, khiến ông này phải xin thôi việc. Còn những thứ của Pornhub thì vẫn thế. Sau phiên điều trần thì những chiến dịch đấu tranh vẫn được tiếp tục, nhưng chúng khá là cực đoan và chưa đem lại điều gì cụ thể lắm. Ví dụ như sau khi phiên điều trần diễn ra, 30 phụ nữ đã đâm đơn tố cáo MyGig vì đang bóc lột họ để kiếm lời. Họ kiện toàn bộ nhân viên của công ty vì đã tiếp tay cho tội ác khủng khiếp này. Họ còn tố cáo các pornstar vì đưa ra những thông tin sai lệch để lấy tiền. Không chỉ thế, họ còn kiện cả những bên liên quan như là Liên minh Tự do Ngôn luận vì đã trợ giúp Pornhub trong các chiến dịch quảng cáo. Họ tố cáo Pornhub đã loại bỏ những nhân viên chỉ điểm, cung cấp những bằng chứng ra bên ngoài. Cái này thì đúng. Nhìn chung thì vụ kiện này nghe khá dở hơi, các cáo buộc thì không có chứng cứ rõ ràng. Đã thế nó còn đẩy những đối tượng đó đứng lên bảo vệ bản thân, bảo vệ ngành khiêu dâm, hay chính là bảo vệ nền tảng Pornhub. Ngoài ra còn có một tổ chức tên là Exodus Cry, chính là tổ chức đứng sau Laila. Mục tiêu của tổ chức này là chấm dứt hoạt động kinh doanh vốn tự có, vì coi mọi hành vi gợi tình là tội lỗi. Những người đang hoạt động trong ngành là đang bị bóc lột, cơ mà mọi người chỉ trích tổ chức này vì nhân danh tôn giáo để hoạt động. Thế nên là về sau nó phải đổi tên thành Trung tâm Quốc gia về bóc lột tình dục, để tránh cái chỉ trích này. Sau tất cả những chiến dịch chống lại Pornhub thì bị ảnh hưởng nhất vẫn là những người hoạt động trong ngành phim 18+. Nhắc lại là chúng ta đang nói trong bối cảnh nước Mỹ, nơi cái ngành này được công nhận, nhưng vụ kiện mang đến cái nhìn tiêu cực cho ngành này đến những diễn viên công khai, nhất là khi đạo luật Fosta Sesta ra đời. Để hiểu được luật này có ý nghĩa gì thì nói cái này trước đã. Điều 230 đạo luật về chuẩn mực truyền thông có quy định là: nếu bạn là nhà cung cấp dịch vụ tương tác thì không có trách nhiệm với những gì có trên website. Đấy là tấm khiên bảo vệ lớn nhất cho Pornhub. Người dùng đăng nội dung như thế nào thì tôi không phải chịu trách nhiệm. Luật là luật. Đấy là lý do mà đạo luật Fosta Sesta ra đời. Nó cho phép quan tòa kết tội các trang web để quảng cáo về buôn bán tùng dịch. Thế là hàng loạt trang web gỡ quảng cáo 18+ đi, đồng thời tăng cường kiểm duyệt với những diễn viên 18+, như Instagram sẽ hạn chế hiển thị và tìm kiếm của những diễn viên này đi. Những diễn viên này bắt đầu biểu tình để chống lại bộ luật, dù Pornhub mục tiêu chính mà nó nhắm đến thì lại không hề quan tâm gì đến những diễn viên cả. Dù sao thì cái ngành này nó cũng khá là đặc biệt đặc thù. Đã nổi tiếng là pornstar thì rất khó để nhảy job. Cái duy nhất họ làm được là chuyển sang nền tảng khác như là OnlyFans. Mặc dù cũng hú hồn một phen khi OnlyFans cấm nội dung 18+, khi Mastercard và Visa cũng đe dọa ngừng hợp tác với họ. May là OnlyFans đổi ý sau 5 ngày. Tóm lại là vấn đề về nội dung 18+ của Pornhub nói riêng và của Internet nói chung vẫn chưa thể giải quyết một sớm một chiều được. Những chiến dịch hiện tại chưa ảnh hưởng đến các nền tảng lớn hay là nhu cầu của người dùng. Nó chỉ đang ép tới phía bên cung, tức là những người đang hoạt động trong ngành phim con heo. Còn với các website khâm riêu á, khó sờ vào lắm, và tôi còn quại. Xin chào và hẹn gặp lại.